Vậy với cái bài toán số 65 tính tới tổng 3 phần tử liên tiếp lớn nhất, em đã nghĩ ra được cái cách làm rất hoàn toàn chính xác. Bắt đầu ta khởi tạo cái biến kết quả bởi một giá trị có thể là giá trị A1 cộng A2 cộng A3 hoặc là bởi một giá trị vô cùng bé. Ta duyệt y chạy từ 1 cho đến n trừ 2. Nếu mà cái tổng 3 phần tử liên tiếp là ai và ai cộng 1 và ai cộng 2 mà lớn hơn z thì ta sẽ thực hiện công việc là cập nhật lại giá trị z. Khi ta đã biết được rằng nếu ta đang đứng ở vị trí thứ ai thì phần kế tiếp của nó sẽ là ai cộng 1, ai cộng 2 và ai. Đấy. Vậy thì ban đầu ta có thể khởi tạo z bởi một giá trị vô cùng bé, hoặc là như Lâm đề xuất ta gắn z bằng a1 cộng a2 cộng a3. Ta phải duyệt cho tới n trừ 2, bởi lẽ khi ta đang đứng ở vị trí thứ y thì ta phải truy cập với phần tử đứng sau nó hai phần tử, tức là tới phần tử thứ y cộng 2, nên ta chỉ for cho tới n trừ 2 để tránh truy xuất ra ngoài mạng. Nếu tổng 3 phần tử này mà lớn hơn kết quả thì ta cập nhật kết quả red, sau đó ta đưa giá trị kết quả ra. Vậy đúng như Lâm nói, đấy là thuật toán để làm bài số 65 này. Bây giờ thầy stop xe và các em sẽ thực hiện chia sẻ bài làm của mình nhé. Quá trình làm bài.